Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi thăm lưới bẫy gắn tiếp tục nha các bạn. Vì lý do kỹ thuật anh mình có công việc nên không có đi theo mình quay được. Mình đi có một mình quay nó có điều gì sơ suất, mong các bạn thông cảm nha. Rồi, nãy giờ mình lội cũng 5-7 tay mà nó không dính mấy bạn. Giờ đây mình có giăng đây người ta nha. Đây tay này có rồi mấy bạn ơi. Tay này có hàng. Mình dính nhân lãi nha. Đó, nhào táp đó các bạn thấy không nè. Đó, lưới mình giăng đó. Tay này, con này nữa là con thứ ba cũng chẳng lãi không nha các bạn. Coi tay này không gài chưa dính nổ hành hay là không người hết, chỉ có lãi thôi. Rồi vậy bây giờ mình tạm ngưng đây, đừng mình bắt con gắn ra cái nghe mấy bạn. Tay mình đi có một mình ha. Bạn thông cảm nha, cái này khó quá. Rồi, đây nha các bạn. Mình xử lý nó xong rồi nè. Một em gắn lãi đầu tiên nha các bạn. Tại cỡ này mình giăng sâu nó dính gắn lãi nhiều bạn, khó hạnh ít dính quá thôi. Như còn phần nữa là do đồng nghiệp mình bẫy nhiều quá đó mà. Hôm gà mình lưu bu về cái vấn đề mà mình đi đánh cà cuốc đó bạn. Nên quải quá. Tối đánh cà cuốc, sáng đi thăm lưới gắn nữa, lội quá ngán mấy bạn. Rồi, thôi mình bỏ nó vô nha. Đây nó đã vào túi rồi đây. Đó, một con đầu tiên nha mấy bạn. Đây ngay góc này tay này nó cũng dính ba con nữa nha mấy bạn. Rồi thôi vậy tới tay tiếp theo có dính mình quay cho mấy bạn xem nha. Tạm ngưng đây nha mấy bạn. Dạ con làm YouTube á. Rồi ở đây mình có tay nha mấy bạn. Nãy giờ mình đi cũng cả chục tay không dính nữa mấy bạn ơi. Nãy dính được con lãi mình quay mấy bạn xem đó. Giờ tới tay này coi. Tay này từ lúc giăng giờ cũng chưa dính nè mấy bạn. Đây, tay này có dính mấy bạn ơi. Mà hình như nó chết hay gì sao này như ghe rồi. Đây, này mới chết mấy bạn ơi. Còn xử lý còn ăn được mấy bạn ơi, vì sao mới chết. Đây giờ mình xử lý nó nghe bạn. Con này nó dính chắc cũng chiều hôm qua sáng hôm qua gì bữa mình đi thăm bữa dính được 5-6 con đó mấy bạn, 6 con. Con cử này nãy giờ mới dính con này là con thứ hai mà chết con này nha bạn. Tại nắng quá rồi, cái này nắng quá. Con này nhỏ nên mình gỡ cho nó ấy chút nữa bạn. Mình có một tay mình đi có mình nên có gỡ tay hơi lâu nha các bạn thông cảm nha. Tại bữa nay anh mình có việc không có đi theo mình quay được rồi. Sao nãy giờ toàn là lãi không mấy bạn ơi. Hành ngựa đâu hết rồi. Lãi hoài ghét. Mình nhưng lãi luôn. Rồi mình mấy bạn đợi mình một chút xíu ha. Mình lấy nó ra cái mấy bạn này. Trong giây lát nhưng mà đi con mình khó quá mà. Thôi mấy giờ quay lại mấy bạn xem cái mình gỡ nó ra nha mấy bạn. Rồi mình đi tới tay tiếp theo nó có dính thì mình quay cho mấy bạn xem. Mình ngừng lại mình xử lý nó cái mới được. Rồi trước này mình đây mình có giăng một tay nữa nha mấy bạn. Chà trời gắn to quá bạn. Rồi quá tiếc mấy bạn ơi. Nó lại hết cái phòng bự nè mấy bạn ơi. Mà chết rồi mấy bạn ơi. Quá tiếc. Nãy giờ có con này là bự nhất đó mấy bạn ơi. Con này là từ giá nửa ký 6 lạng nha mấy bạn. Đây mấy bạn xem lưới nè. Quá uổng mấy bạn ơi. Chết.
Nãy giờ mới được con còn bự mà cũng chết. Cái này nắng quá, nắng mấy bạn ơi, nắng quá nó khát nước đó, nó dính vô lưới mình, nó đi kiếm nước uống mà nó dính vô lưới mình cái nó chưa uống nước không được, nắng chưa nóng quá đó rồi. Nên nó chết rồi. Thôi bây giờ mình cũng tạm ngưng, đừng mình gỡ nó ra cái mấy bạn ơi. Bữa nay dính nãy giờ thì mấy bạn cũng thấy được có đây. Có một con còn sống thôi. Con gắn lãi còn sống. Thêm một em gắn chết nữa nè. Một con sống trong túi, một con gắn chết, con này còn ăn được, còn con đó chắc hư quá các bạn, cho mình thấy nó gùi bu quá rồi, chắc phải bỏ nó thôi quá. Rồi, thôi tạm ngưng đây, tới tay tiếp theo có dính nữa mình quay mấy bạn xem ha. Rồi, để tránh mất thời gian của mấy bạn. Rồi, thì tạm ngưng mấy bạn ơi. Rồi, mình thăm đến đây cũng hết lứa rồi nghe mấy bạn. Bữa nay quá thắt mấy bạn ơi, được có 3 con gắn lãi mà một con bự chết rồi, còn 2 con. Một con sống với một con chết còn ăn được. Hai con này chừng 600-700 g mấy bạn ơi. Bữa nay coi như thắt thu rồi mấy bạn ơi. Đây. Con này còn sống một nè. Con này cỡ 3 chấm ngoài à, mấy bạn ơi, với một con chết thì cũng cỡ đó. Đây. À, thành quả bữa nay được có nhiều à, mấy bạn ơi. Thăm trên đây cũng 30 mấy 40 tà lý mà nó dính được 3 con. Một con gắn bự thì nó chết rồi. Rồi mình cũng xin ngưng clip đây nha mấy bạn. Rồi, mong mấy bạn ủng hộ kênh anh em mình ha. Và chờ cử sao coi mình thăm có dính không, cử rồi mình thăm dính cũng được có 2 con mấy bạn ơi, sao cỡ này dính ít là mấy bữa hỏi mình nó dính nhiều hơn rồi bây giờ nó ngưng lại mấy bạn. Nó đi cũng từ từ chứ không phải nó đi cái một, mấy bạn phải đi cái một mình bắt hết rồi. Rồi thôi vậy xin chào tất cả các bạn nha.